Vương Motor chào mấy anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em chiếc xe GZ150A FI nha. Đời 23, cuối 23 nha. Xe còn như mới luôn nha anh em. Xe này xài chủ xài rất là kỹ, còn như mới luôn, ốc vít còn màu luôn nha. Ốc vít rất là sáng luôn nha. Lốc liếc rồi rất còn sáng luôn nha. Này là Suzuki GZ150A nha, FI nha. Đầy đủ đồ chơi luôn nha. Cản chống đổ rồi đầy đủ hết nha, thùng bọng rồi đầy đủ hết luôn, có gắn cái anten luôn nè. Xe nó còn cực kỳ đẹp luôn nha, dàn xi nó sao mặt được luôn, dàn ốc nó còn bảy màu luôn nè, bình xăng còn rất mới luôn nè, mới tinh luôn như trong thùng luôn nè, ốc nó còn màu luôn nè. Này có gắn cái đuôi sau, có gắn cái để mình gắn thùng GV luôn nha. Xe này còn rất cực kỳ đẹp. Xe này mua bán công chứng sang tên đầy đủ nha anh em. Rút gốc cho anh em mới xa luôn, đầy đủ nha. Xe này cực kỳ đẹp. Đâu đô 15.000 cây. Này FI nha anh em. Nổ máy lên nha đẹp nghe luôn. Rất là đẹp luôn, xe còn rất là đẹp, thùng thiết rồi còn bóng lưỡng luôn nha. Xe nổ để sát cái đài nghe tiếng luôn, nổ rất là đẹp luôn. Cái đời này chạy rất là ngon nha, xe này 23 là xe Việt Nam nha anh em, chứ không phải cái đời sau đâu nha. Đời sau chạy không bằng nó. Xe này ốc thiết còn màu luôn. Ốc vít còn màu luôn. Còn rất là đẹp luôn nha. Rồi Suzuki GZ150A nha, FI nha. Anh em là thích thì điện thoại cho mình. Số điện thoại mình 0906859709 nha. Hoặc qua cửa hàng mình 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân. Xe này mua bán sang tên đầy đủ nha anh em. Anh em xem kênh nhớ đăng ký đi, rồi có video mới gì mình lên video mới để theo dõi những video sau nha. Rồi Vương Mô Tô cảm ơn mấy anh em nha. Chào tạm biệt mấy anh em.